đáp một cái câu của đồng đạo nêu lên và thân giảng đức thầy nói tính mạng là chân chánh chân sạch ở đời người ta thường lấy sắc thân làm mình làm đất và ai quý trọng chân sắc nó ấy cũng là do lực tăng mà ra nhỏ nhĩ sử được thân ý. Nói tóm lại ý nghĩa của đức thầy nói trong bài này, con người mình vì cuồng vọng cứ nghĩ đến sắc thân thân hề cảm giác đến linh hồn và để tìm đường giải thoát cho thân tâm, vì thế mà phải chịu trầm luân lăn lộn mãi trong ba đường tái lễ. Nên đức thầy muốn con người đánh những việc vọng sai lầm, nên trong đài chính mạng đức thầy có dạy ta nên tu bằng cách là thiền định đặt làm thể, trí huệ đặt làm mạng, linh hồn đặt biên ra khi sanh vào cõi nước bàn. Giữ thế nào là thiền định đặt làm thể, thế nào là trí huệ đặt làm mạng, và làm sao linh hồn được siêu sinh vào cõi nước bàn. Thưa người quý báo quan, bởi vì cái xã tiên nhất tiền thất lớp ở tỉnh An Giang là cái xã Thánh Địa, cái quận Thánh Địa, cái tỉnh Thánh Địa. Chúng tôi là được đặt ra nhiều câu hỏi thâm thúy với cái giáo lý tổ thầy. Bây giờ trở là bắt tính đạo. Thưa quý vị, hôm nay thầy đem bắt tính đạo đến dạy chúng ta mà tâm tâm chỉ hành đạo đó. Chúng ta là phép tu cái đạo luôn. Thì là bắt chi con cháu của mình. Chúng ta tại sao mà mình lại để cho cái mắt người yêu sắc đẹp, tai yêu nghe tiếng ngon. Là yêu sắc đẹp mà mình mua cái tivi vừa coi nó đẹp quá. Nhà trường ơi, dân hiền thành đẹp nó làm tường, cái là đặt đó. Nghe không? Rồi mấy con cháu của mình nó trẻ tuổi nó coi đó. Chắc chắn là nó yêu trường bụng nó. Tôi mà đem ông trầm người ta thỏa ý tôi rồi à. Còn à, trai mà thấy rồi mấy cô gái ra bạch tiếp rồi đó nghe nhìn xanh rồi làm tồn đó thì nó cũng ước mơ sao cho có được người vợ vậy. Chính tôi biết rồi, hồi đó tôi đi chơi hát hai lương hát bộ đó mà tôi gặp hàng nó vô phá hồng tứ trạng rồi về tôi chim bao tương tư rồi đó vô ước mơ sao mà tôi cứu được cái bà đó một cái tôi đó một cái là tôi đánh tủ tôi để hoài tôi coi nhưng mà nói thật cái gì là tôi ước mơ như vậy mà bây giờ tôi đi cho các cháu mình nó có như vậy à không có sai không có sai đâu chắc chắn là cũng phải ao ước như vậy à. Thì việc luyện tha nhân chuyên tu tự luyện đó nè. Mình muốn đo lòng người ta lấy lòng mình đo mình biết à. Không phải mình tối thì mình nói người ta tối hết không phải vậy. Mà đều có cái dịch dạng nhà cũng nha. Có cái gì? Vậy thì thầy giờ rồi mình thầy đừng để mình đừng có chạy cái việc lạ. Tức là mắt ưu xem chắc đẹp, tay ưu nghe chứ nghe. Rồi mũi ưu hữu yên thơm. Ai muốn dầu thơm mua ra 7-8 ngàn. Thì tôi hỏi cháu đi kìa. Nó bác à, bác nào 7-8 ngàn chưa hết thơm đi nha. Tôi hỏi thơm chứ gì cháu. Nó giải nghĩa cái thơm nha không có được. Tôi hỏi cháu mua mà thích cho nó thơm chứ vậy. Nó giải nghĩa không được thì tôi nó giải nghĩa nó à, thật trời. Cái này đó là nó khư cho lành dục vọng. Mà nó khư gọi cái lành dục vọng là nguy hiểm cho cái đời mạng tu hành. Đánh cắp cháu đừng chạy tao về thêm nữa. 7-8 ngàn bạc để mình cho các anh đi lên cười các người ta đói khác. Bây giờ người ta đói trên thế giới này và nước Việt Nam chúng ta đói nhiều lắm. Tới ở trong miền Tây mà cũng đói nữa thì nó chia nhiều thêm. Nhưng mà đừng có xa hoa như vậy. Thôi giờ một ít thôi nó trở lại nhiều quá thành lè lè quá sức đi. Bây giờ trở lại đi. Thầy cho biết cái thành kết luận đó. Chúng ta cũng do lực tâm mà ra, mà lực tâm là do thân này, mà do tâm này, gồm chọn là hai phần là thân và tâm. Bên thầy dặn nè, thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa chi sinh và tới nhất bàn. Bây giờ trở lại chuyên gặp điều này. Thiền định đặt làm thể nghĩa là gì? Thiền là gì? Định là gì? Thiền định theo lực tổ hệ năng ngài giải đó. Ngài không nhiễm trần, tâm không có loạn gọi là thiền định đây nha. Cái thiền đó là vắng lặng, định là an trụ đó. Làm ta chấn lặng an trụ đừng để cho lục trần là sắc sinh hương vị xúc pháp nó lôi cuốn chúng ta. Thanh hồi ra thể là thanh nè. Thanh hồi đừng để cho lục trần tám vỡ mà phải yên trụ nó đi, chấn lặng đi. Ngoài đó cho lục trần đừng có nhiễm tâm không có tán loạn nữa. Đó gọi là thiền định là toàn thể là thân thể chúng ta an trụ đi để mà lo học đạo, lo hành đạo. Bắt buộc nó ra. Dầu làm lượng việc chi cũng khép nó tâm mà ta chánh nghiệp và dầu cho tụng kinh viết sách thầy từ tụng kinh hành. Để bắt được cái thân này chúng ta làm được lành điều phải. Đó là thiền định nói gì? Cho nên thầy dạy mình là thiền định là làm thể. Và tới nữa đây. Trí tuệ đặt làm mạng. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là cái trí sáng suốt, cái trí bát nhã đó. Và đặt làm mạng sống của mình. Mà mạng sống của mình tức là tâm đó cái gì à? Hồn đây, mạng đây tức là tâm đó. Con người chúng ta có nghe thể thân và tâm. Thân có tâm đó thì thân mới sống. Còn tâm không thân đó thì tâm bê dê dữ hư sinh. Vì thế nay thầy dạy mình là an trụ thiền định đặt làm thể. Vì trí tuệ là cái sáng suốt đó, phải đặt làm mạng sống của mình. Mình muốn sáng suốt phải làm sao? Thầy dạy mình nè, bố thí nhẫn lực từ giới độ tham sân si. Chỉ có từ giới mới độ si ra. Mà hết si mê là sáng suốt, mà sáng suốt là trí tuệ đặt được mạng sống chúng ta rồi đó. Chúng ta không lầm nữa nè. Gặp tà thì biết tà, gặp chánh biết chánh, bằng khinh đó. Chúng ta còn mê mũi thì gặp chánh tưởng tà, gặp tà tưởng chánh đó. Mạng vô minh cơ mà tăng trí nên thường khi nhẫn lực làm trên. Vậy thì bây giờ chúng trở lại. Thầy dạy chúng ta trong cái phần này về phần chất lượng đó. Vậy thì thiền định đặt làm thể. Thân tâm chúng ta được yên trụ rồi. Thân chúng ta được yên trụ rồi. Và tâm chúng ta được sáng suốt rồi. Thì lo gì mà không nhập vào cái bông sen như vậy. Rõ ràng là nhập bông sen. Cái chỗ khác thầy cho biết nè. Thành thích nhập hai sen sinh hảo lên khỏi màn lo nổi
sanh là nhờ chúng ta có tu đó. Việc này đó, bây giờ thì thành tích chúng ta tu chết vừa mới phải tay chân kia ngập vào bánh xem thôi nè. Để mà liên quan quá thanh, tăng trí vào Phật thuyết A Di Đà kinh hay là quán cái lượng thọ kinh được Phật ở trên biết rất rõ rồi. Hai là niệm Phật ở bên đây đó, bên cả ta bà là mình niệm Phật, chuyên dành niệm Phật rồi lại làm lành đó. Là khi nhắm mắt bây giờ thì được Phật A Di Đà đã thuyết cứu quan cho anh Bồ Tát giúp người mới phải tay chân kia ngập vô bánh xem đó, quá thành hình người đó. Hết sức tỏa sáng rồi, nó làm sao cho hết, có chỗ thầy sẽ biết nè. Ao sen báo tây thiên đưa nở, chờ chúng sanh niệm Phật chứa tâm. Vậy thì ở đây, trao đổi thực phần thôi rồi, nãy dẫn như những chuyện trình bày đã qua rồi, cái phần đó rồi. Bây giờ xin trở lại đó, là trí tuệ đặt làm mạng, là chúng ta phải đem cái sáng suốt làm cái mạng tính chúng ta. Chứ đừng có mà để cho cái dịch dẫn nó che thử, rồi cái mạng vô minh nó che đi, rồi gặp phải nó vô, gặp chánh nó tà, gặp tà tự chánh là đời chúng ta nguy hiểm lắm. Vậy thì bây giờ, nếu được như vậy rồi là chi sanh vào cõi niết bàn. Chi là gì? Chi là trên. Sanh đó là sanh đó, tức là tánh đó. Tánh trên tới cái thế gian này mà trở về cái cõi niết bàn tịch tịnh yên vui cái tập tổ chúng ta mới đi ra. Niết bàn là gì? Niết bàn đây là chúng ta bình thường hết lập ứng mê Nirvana. Nirvana tức là rừng đen tối đó nha. Dịch nghĩa ra là rừng đen tối. Nghĩa là chúng ta vượt qua khỏi rừng đen tối là vượt khỏi cõi niết bàn. Niết bàn cũng có nghĩa là tịch tịnh đó. Cái tịch tịnh tức là cái tịch đó, tịch tắc tịnh bất động đến sức dạng viên đó. Cái tịnh, cái tịch đó là hết sức là vắng lặng khỏi lòng chúng ta, không còn thuộc những tình an, gọi là tịch. Cái tịnh đó là yên tịnh yên duy, nó vắng lặng yên tịnh rồi, nó gọi là tịnh. Rồi Niết Bàn là nó tịch tịnh yên duy, không còn một chút khổ lao nào. Dầu cho là trên thế gian này có cám dỗ mạnh đến đâu, các thì dục đi nữa, thì cái người mà giải thoát cái Niết Bàn là không bị tuyệt diễn. Nó không hết nổi đâu. Vậy thì hôm nay thiền định đặt làm thở, trí tuệ đặt làm mạng, thì sức chi linh hồn sẽ được là tu tâm về cái cõi Niết Bàn mặc dù liên qua đó cái gì chắc chắn người tâm thành tâm đó mà thầy cho biết rất rõ ràng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta ráng tu đi, ao sen báo tây thiên đưa mở, chờ chúng tâm niệm Phật chứng tâm. Tôi cho chúng tôi tạm dừng ở đây rồi, cái lần này không làm sao hơn hết. Bây giờ phải thuyết trình nó mới chi tiết rõ hơn, còn anh đứng là phải tóm gọn như vậy. Nếu không trao đổi thêm nhờ ông xuống hơn, tức là ông sư trí đó đến đây để mà trao đổi cho nó.